Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nay rảnh rỗi mình sẽ làm cái demo về cái nguồn nước và tất cả cái nguồn nước mình đang sử dụng trên thị trường và nguồn nước máy nước lọc này. Và trước khi mình đi vô cái demo này đó thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy này và cái chức năng cho bên này ha. Thì máy này đó nó có hai cái giòi, giòi trên và giòi dưới. Nước đi từ trong tháp water đi vô trong này, hai giòi giòi trên và dưới thì dân mình dùng để uống, và ở dưới mình dùng để mình xả ra ha. Và giòi dưới nó có rất nhiều tác dụng, mình sẽ đi sâu đó. Đây là sâu. Và trong này, trong cái máy nó có cái bộ lọc rất là thông minh này. Cái bộ lọc này đó thì nó sẽ giống như trong này, giống như cái hình trong này ha. Thì mình để gần đây giống như cái hình trong này. Thì bộ lọc nó có 3 lớp, 1, 2, 3. Cái lớp thứ nhất đây đó ha, lớp thứ nhất thì nó sẽ nằm ở trên chỗ này, cái hình màu vàng vàng đây. Đó, cái lớp đó. Thì khi khi mà nước người ta đi từ cái nguồn về bên này đó, thì nước người ta phải dùng cái gì? Chlorine và một số cái hóa chất khác, tổng cộng ta tính tới là 15 cái hóa chất để mà làm cho nước sạch đủ sạch đã cho mọi người uống. Thì cái thằng phía trên này đó, cái đầu tiên, cái phần lọc đầu tiên ở trên này thì nó có trách nhiệm nó lấy ra những cái hóa chất trong đó, trong bao gồm cái nước chlorine mà cái chất tẩy trong cái hồ bơi thì mình có thể nghe thấy đó, thì cái này, và nó giữ lại cho mình những cái khoáng chất rất là tốt như vậy, những khoáng chất như canxi, kali, rồi những cái khoáng chất giống như vậy rất là tốt. Đó, những khoáng chất này để mình uống. Thì nếu mà mình nấu vô nước sôi á thì một số khoáng chất này nó sẽ mất đi. Nếu mình uống thẳng, nó lọc thẳng, mình uống thẳng cái nước lọc thì nó rất là tốt. Rồi, ok, thì nó qua cái thứ hai. Thì cái phần thứ hai này nè, phần thứ hai này thì nó có tác dụng như thế này, nó có hình giống như vậy ha. Phần thứ hai là trong này ha, là cái hình giống như vậy. Thì nó là phần than, nó có tác dụng là diệt khuẩn. Từ nước ở trong nguồn nước lúc nào cũng có vi khuẩn hoặc là mấy ký sinh trùng, nên vô đây là diệt khuẩn. Rồi cái phần thứ ba này là phần thứ ba nằm dưới đây ha, dưới ba này thì nó sẽ lọc ra những cái chất cặn bã trong cái nguồn nước mình có. Nguồn nước nào cũng có các cặn bã, và cái dơ chất bóng nó rất là lâu thì nó cũng sẽ có cặn bã, và cuối cùng nó sẽ ra cái nguồn nước rất là tinh khiết. Rất là tinh khiết, nó đi xuống như này, rất là tinh khiết. Nổi cái bộ lọc này không thôi, rồi bộ lọc thông minh là đủ mình uống cái nước tinh khiết rồi. Nhưng mà chưa xong, cái máy này nó có nhiệm vụ từ nước bên này nó qua ha, nó đi qua bên này, nó lên trên này. Trên này, trong này nó có 8 miếng điện giải gọi là bạch kim đó. Dùng bạch kim nó dùng cho implant, nghĩa là cấy trong xương rồi trong mình, nó không có bị oxy hóa, hay là dùng cho máy bay, nó rất là mắc. Mắc hơn vàng luôn. Thì nó trong này nó sẽ cái hình nó sẽ giống như vậy. Cái hình trong này nó sẽ giống như vậy. Đó, thì nước nó qua bên đây ha. Nước nó qua bên đây, nó qua vô cái phần 8 miếng điện giải này nè. Thì nó xung điện. Nó tạo ra cái nguồn nước này thêm 3 đặc tính nữa. Cái đặc tính thứ nhất của nó, đặt thêm 3 đặc tính. Đặc tính thứ nhất của nó là chống oxy hóa. Chống oxy hóa là gì? Ví dụ như trái táo mình cắt ra, mình để trong không khí chừng vài 3 phút thì trái táo nó sẽ thâm đen, đúng không? Thì có nghĩa là trái táo bị oxy hóa, không khí nó cũng bị oxy hóa. Và nếu mình bỏ ngâm trái táo vô trong cái nước này thì sẽ không còn bị oxy hóa nữa, là chống oxy hóa, và nó làm giảm quá trình lão hóa của cơ thể của mình, gọi là anti-aging đó. Rồi, rất là tốt. Và cái đặc tính thứ hai là tạo ra chất kiềm hóa. Thì sao, tác kiềm hóa như thế nào? Thì cái kiềm hóa là giống như vậy. Thì cơ thể mình mới sinh ra thì nó khoảng nằm ở 7 chấm. Khi mình ăn nhiều cái gì, ăn McDonald's, fast food, là tất cả những chất có dầu, uống nước khốt, hay là những nguồn nước mà có chất chlorine hay là thuốc rầy từ sau, thì mấy cái đó nó từ từ không khí ô nhiễm, nó từ từ cơ thể mình nó có rất là nhiều acid trong cơ thể, và thậm chí bao tử mình cũng tạo ra acid rất là nhiều, nên buổi sáng mình cần phải ăn sáng để cho cái độ quân bình, cái độ acid trong cái bao tử của mình không có bị đau dạ dày. Rồi,
Thì trong cái môi trường axit nhiều, này, nhiều thì cơ thể mình sẽ tạo sẽ rất là nhiều bệnh, ví dụ như bệnh cholesterol, bệnh cao đường trong máu hay là bệnh gout, bệnh gút. Thì cái bệnh cái mình cần cái gì? Mình cần cái quân bình cái này lại tới vị trí thứ bảy. Vị trí thứ bảy là cái nước Melbourne, là vị trí thứ bảy rất là tốt. Melbourne là nước tốt nhất thế giới, nhưng mà chút xíu mình chứng minh như thế nào sau ha. Thì mình cần cái kim này để mình quân bình cái nước này về cái vị trí thứ bảy này đó. Vị trí thứ bảy này là cái vị trí tốt nhất, cái gì mà quá là cũng không tốt, mà nhiều quá thì cũng không tốt, phải nằm ngay chỗ đây. Thì mình có nhiều axit thì mình cần cái này để mình quay quay về vị trí thứ bảy. Ok rồi, cái đặc tính thứ ba đó, nó ra cái nguồn nước, cái đặc tính thứ ba nó rất là tốt. Nước này nó có, nước này nó tạo ra cái nguồn nước này, nó cắt nhỏ 5 lần cái này, nó gọi là nó dùng để 5 lần nhỏ để làm cái gì? À, 5 lần nhỏ thì nó có thể thẩm thấu cho cơ thể rất là lẹ. Ví dụ như mình uống sữa, em bé nó uống sữa thì cái phân tử nhỏ đó nó thể đem cái dưỡng chất vô cho cơ thể của em bé tới 80 tới 90%. Còn ví dụ như uống nước bình thường thì nó cũng đem dưỡng chất vô nhưng mà chừng 50% thôi, còn 50% sẽ đi ra. Như giống vậy rồi nó có thể phá phá mỡ trong cơ thể mình, hay là rửa trái cây, rửa dầu. Thì cái chút xíu mình sẽ chứng minh cái điều đó. Ok, bây giờ mình chứng minh cái đặc tính thứ nhất ha. Đặc tính thứ nhất của nó là cái độ oxy hóa. Oxy hóa như thế nào? Ví dụ như trong không khí, ví dụ như oxy hóa OOP này, cái oxy hóa thì cái chỉ số dương có nghĩa là oxy hóa rất nhiều, không tốt. Thì cái nước khốt trong này nó sẽ chứng minh mình nước có ga. Ví dụ nước có ga thì mình chứng minh nó sẽ hơn 400. Và cái nước tháp mình cũng nằm đâu chỗ này, và cái nước chai, đóng chai mình sẽ nằm đâu chỗ này. Nước 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 trà và nước cam có vitamin, nước này rất là tốt, thì nó nằm độ chống oxy hóa rất nó nằm ở khoảng 100 ha. Rồi mấy cái dầu ô liu thì giống như là mấy cái thuốc thuốc bổ thì nó nằm ở vị trí minus 100. Cái máy nước lọc Kangen này ha, cái nước lọc Kangen này nó hơn minus hơn 400, là có giá trừ hơn 400, nghĩa là nó gấp mấy lần cái nước cái trà này luôn. Mình uống một một ly trà thật, một uống bằng ly này bằng bốn bốn ly trà ha. Đó thì nó cái độ chống oxy hóa như thế nào mình sẽ chứng minh ngay bây giờ ha. Mời các bạn xem thì mình sẽ chuẩn bị cái nước như thế nào đây ha. Mình dùng cái máy, mình sẽ đổ nước này ra ha. Đây là nước tất cả mình đã chuẩn bị hết rồi, là nước balance, nước Fiji, nước ở Melbourne, là ở ngoài Coles nó có bán. Nước này thường mọi người thường hay mua, và nước nước kiềm có bán trên thị trường, cũng như là nước kiềm trong trong máy, nước tháp. Và nước này mình lấy sẵn là nước nước trong máy ra để mình thử ha. Ok, bây giờ mình đổ mỗi thứ một chút ra, thì nhờ các bạn chờ. Ok, mình đổ ra ha, đổ nước này ra một chút xíu như thế nào nha, các bạn coi từ từ nha. Rồi bây giờ mình đổ nước tap, nước từ thành phố của Melbourne. Nước nước Melbourne cũng rất là tốt, rất là tốt so với những cái nước khác. Nhưng mà sau cái chứng minh này thì các bạn coi thử nước Melbourne còn tốt hay không nha. Và cái nước này là nước alkaline. Alkaline thì nó có bán trên thị trường, ở trong khâu nó bán, là trong khâu của Melbourne này nó có bán là từ 3,5 đồng một lít ha, 3,5 đồng một lít chiếc can này. Và khi mà bác sĩ, mà những người mà bị nhiều axit trong cơ thể đó, thì bác sĩ yêu cầu uống cái nước này 1 lít tới 3,5 đồng, mà 10 lít thì bao nhiêu tiền, rất là nhiều tiền. Mà trong khi cái máy này, cái nước này tính ra chỉ có 65 sen một ngày cho một gia đình thôi. Thôi thì nó cũng, mình nói như thế nào ha ca. Thì cái nước này là nước nước khoáng đóng chai, là mình chưa có khui ha, mình khui ha nè, có đóng chai bán thị trường. Nếu mà bán trong shop thì chừng 2,5 đồng tới 3 đồng một chai, mà trong nếu mà mua nguyên cái pack của nó đó 12 tới 24 ấy thì chừng 6 tới 7 đồng. Nước này, nước Fiji là cái nước tốt nhất thế giới, nước này tốt nhất thế giới, thì nó tốt thiệt. Chút xíu mình kiểm tra thêm như thế nào ha. À, đổ nước Fiji này vô đây, và nó tốt nhất nhưng mà nó mắc quá.
người ta uống không, ta không uống được, thì trong trên máy bay á, thì nó bán khoảng, trên phi trường nó bán khoảng là 10 đồng 10 đô một 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 lít này, thì mắc quá không có ông ai uống. Còn cái nước này là cái nước balance, mấy cái anh chị hay tập thể dục thì cái trainer hay kêu mình uống nước balance để mình tăng sức sau tập trong tập thể dục, thì mình xem cái nước balance như thế nào nhé. Rồi còn cái nước cuối cùng, cái nước mà ai cũng nói về cái này ha, nước này là đại diện cho tất cả nước có ga, chứ không phải là mình chống về cái nước aspartic này ha, tất cả là đại diện cho nước có ga. Và mình mở ra ha, đây mở ra mình đổ ra đây, rồi đại diện cho nước có ga ha, rất là thơm rất là ngon, thì ai cũng thích cái nước này hết. Nhưng mà mình để xem, rồi cái máy này, cái máy là cái máy à, mình có cái máy gọi là cái máy đo độ ORP meter ha, Milwaukee. Cái này là nó có trong có thể là nó bán trong Benin hay là bán trong cái mấy cái tiệm mà aquarium, mấy tiệm nuôi cá rồi đó, để ta thử nước, thử không khí. Ok, thì trong không khí á, mình hiện tại là như thế nào, thì các bạn hồi nãy mình có thấy ha, đây là các bạn hồi nãy mình có thấy, ví dụ như dương tính là không tốt, giống như là COVID dương tính không tốt và âm tính có nghĩa là tốt ha. Thì bây giờ mình xem cái máy này trong không khí, hiện tại trong không khí là bao nhiêu, có là phải cộng không, 1060 1056, có nghĩa là dương tính. Ok, mà dương tính nghĩa là tại sao nó dương tính, trong không khí nó còn có là cái gì, nó có phóng xạ, có sự ô nhiễm trong không khí, nó có wifi, nó có nhiều cái hôm đó làm cho cái không khí nó bị ô nhiễm giống vậy. That's why mình cắn, mình khi mình cắn mình cắt trái táo ra lúc một chút thì trái táo nó bị thâm. Rồi bây giờ mình thử, bây giờ nó đang dương tính nha, mình thử vô cái nước nước máy lọc này, nước nước kinh doanh này thử như thế nào nha. Đây ha, mình để sợi dây dài ra một chút xíu ở đây ha, rồi mình thử thì các bạn thấy như thế nào, nó nhảy xuống ha. Đây thì hình như là âm tính, đang âm ha, đang âm, và âm hình như là 690, 690 có nghĩa là cái gì, nó tốt, nó tốt. Rồi bây giờ ha, từ cái này mình phủi cái ra đây ha, thì nó đã đang trở lại bình thường. Mình thử cái nước thành phố, nước thác quá tờ nha, để mình coi thử thì cái nước thành phố nó như thế nào. Nước thành phố nó dao động từ khoảng 200, 200 thì cũng 200 tới 250, 250 tới 300 ha. Đây ha, từ 250 tới 300 là nước thành phố. Rồi kế tiếp là cái nước alkaline, alkaline trên thị trường thì mình xem thử là cái độ oxy hóa của nó bao nhiêu, thì nó thấp hơn cái nước thành phố, nó khoảng 190, 190 tới 200 thôi, nó thấp hơn nước thành phố. Ok rồi, mà trong cái nước này, cái nước này là nước mình mua ở ngoài, mình nhiều người sợ không uống nước khác mà uống nước này, thì xem cái nước cái độ oxy hóa của nó như thế nào ha. Độ oxy hóa của nó cao hơn cái độ oxy hóa của cái nước thấp water của Melbourne, là nước 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 máy của Melbourne luôn, đang tăng dần, đang tăng dần, đang tăng dần, đang tăng dần, và từ 400, 350, 350 nữa ha, cái độ oxy hóa của cái nước nó lên, có thể là lên 400 luôn, 366 đó. Thì so với cái nước nước này và cái độ oxy hóa của nước này, thì nước này độ oxy hóa rất là cao, nước Melbourne rất là cao. Rồi nước Fiji là cái nước mà gọi là tốt nhất thế giới đây ha, rất mắc tiền nhất ha, để coi thử cái độ oxy hóa nó như thế nào. Độ oxy hóa của nước Fiji thì nó cũng chừng là 300, 300, 330, tính ra nó vẫn cao hơn cái nước tap water, nước nước thành phố, nước thành phố có 200, 250 thôi. Rồi cái nước này nước balance mà mình mấy cái người tập gym hay uống. Đây wow, quá cao luôn, 475, 475. Cái độ oxy hóa càng cao rồi tăng lên nữa kìa. Coi coi lên cái rồi. Đó thì cái nước balance của cái này rất là cao, mà những cái chai này có đều có chất nhựa. Ngoài ra mình có chất nhựa trong này nữa ha. Rồi bây giờ là cái nước ngọt có ga. Mình thử thôi nha. Nước ngọt có ga nó lên tới 500 mấy luôn. À, cái thằng này là cái độ oxy hóa cao nhất trong tất cả các nước kia. Đó. Ồ, nó thành nó xuống lại rồi. Ok thì nó chừng 470, 480, nhưng mà nó là cao nhất trong tất cả các
các loại nước rồi. Tại sao mà cái này nó chút xíu mình nói tại sao nó lại tốt, không tốt ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái nước này thì nãy giờ dương tính, bây giờ mình quay lại ha. Coi thử nó dương hay âm ha. Nhảy xuống giọt liền, âm 600 liền, có nghĩa là nó chống oxy hóa. Thì tất cả các nước này chỉ có một mình nước nước lọc máy Kangen là có chống oxy hóa, là có nghĩa là giảm đi cái độ già nua của mình và chậm lão hóa. Ok. Rồi. Bây giờ mình xong cái đó rồi phải không? Giờ mình turn off cái này đi. Turn off cái này đi. Thì tất cả các nước này là đều màu trắng hết, đều màu trắng hết. Thì mình đâu có nhận ra là nó là cái gì ha. Không có nhận ra là cái gì. Bây giờ mình thử cái độ kiềm trong cái nước. Thì như nãy mình giải thích 7 chấm là cái nguồn nước trung tính. Thì nước thành phố này sẽ là 7 chấm. Nếu nếu mình nếu mà cái khu vực nào mới á là cái ống nước nó sạch á, là 7 chấm, mà nước mình nó hơi dơ á, nó sẽ là hơn 7 chấm. Nó sẽ xuống cái độ axit chút xíu cho mình nước này. Ok, thì nước này không 7 chấm. Rồi, bây giờ mình thử hết cái nguồn nước này coi thử nước nào là nước kiềm và nước nào là axit, nước nào tốt cho cơ thể của mình. Ha, thì mình xem cái bảng này để mình xem. Rồi, bây giờ mình nhỏ hết một lần luôn. Cái chai này là cái chai gì? Cái chai này là chai dùng để thử độ kiềm tính. Công ty nó có gửi một chai này để cho mọi người được kiểm tra. Nó có bán trong Benin hay là có bán trong cái mấy chỗ mình nuôi cá để nó kiểm tra thử có nhiều axit trong 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 nước không, nhiều axit quá thì cá nó sẽ chết. Ok, bây giờ mình thử ha. Mình thử từ cái nước tháp này thử này, tôi coi mình bỏ 3 giọt, 1 2 3, coi thử thì nó như thế nào. 3 giọt. Ok, thì nó nằm ở vị trí trung tính, neutral, ngay chắc ngay trung tính luôn ha, ngay trung tính 7 7 luôn. Nước thành phố Melbourne rất là tốt. Ok, rồi bây giờ mình sẽ làm bên mình nhỏ hết luôn tất cả các nước. À, nước là nước alkaline. 1, 2, 3. Nó ra màu tím nhé. Này, nước alkaline ra màu tím. Rồi. Mình nhỏ qua bên này. Nước alkaline để coi thử nó ra màu gì. 2, 3. Cũng ra màu tím. Nhưng mà màu tím này thì sao? Màu tím này rất là đậm. Và màu tím này cũng hơi nhạt một chút xíu. Và tại sao cái nước alkaline này nó chỉ có được 24 tới 48 tiếng nó giữ thôi, mà cái nước này nó được giữ rất là lâu? Thì trong đó nó phải có gì, có chất bảo quản để nó giữ lại cái độ kiềm lâu trong này. Ngoài ra nó còn có chất nhựa trong này nữa, khi mà trời nắng lên thì chất nhựa nó sẽ ra, nóng cái chai thì chất nhựa sẽ ra, mình uống luôn chất nhựa và uống luôn chất bảo quản của nước. Tương tự như cái này, mình xem thử nước mình mua, mình trả tiền 2,5 đồng tới 3 đồng một chai thì nó là cái gì. Rồi, nó rất là vàng, thấy không? Vàng thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở vị trí axis, vị trí thứ 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 4 hoặc thứ 5 gì đây nè. Thấy chưa, mình trả tiền cho nó đó. Đây là mình trả tiền. Đó, rồi bây giờ mình coi nước Fiji ha. 1 2 3. Nước Fiji thì rất là tốt, nó nằm ngay cái vị trí gần như là trung tính. Đây là trung tính đúng rồi, nằm ngay trung tính là hơi nghiêng về kiềm một chút xíu ha. Hơi nghiêng về kiềm một chút xíu. Nên tại sao mà nó là cái nước là rất là mắc. Và cái nước balance ha, mình qua cái nước balance. 1, 2, 3. Ui, nước ba lần thì nó lại vàng hơn cái nước gọi là vàng cam hơn là cái nước nước khoáng của mình. Thì nước ba lần như thế nào? Nó nằm đâu? Vị trí thứ ba rồi đó, ha. Thứ tư. Đó, mình uống vô trong cho người toàn mình là toàn là axit không. Thì có tốt không? Không tốt. Bây giờ mình xem thử cái nước nước có ga này như thế nào nha. 1, 2, 3. Ui. Coi nè ha. Trời ơi, vàng đậm đặc luôn. Đó, vàng đậm đặc luôn. Đó, thấy chưa? Đó, mới cái hai đặc tính thôi là mình thấy là tại sao mà mình không không nên uống cái nước ngọt này rồi. Nước ngọt này, trong nước ngọt nó có gì đâu các bạn? Nước ngọt bây giờ mình thấy là rõ ràng là axit rất là nhiều, phải không? Rồi, thứ nhì là cái gì? Đường. Đường đó là đường gì? Đường nhân tạo. Đường hóa học. Không phải là đường đường tự nhiên. Đó là 2 điểm ha. Và điểm thứ 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 ba là gì? Hồi nãy là nó oxy hóa, cái độ oxy hóa rất là cao so với tất cả các nước này. Đó là 3 điểm. Nếu mình bỏ trong cái này trong cái chai nhựa đi
thì nó lại ra chai nhựa thì mình có 4 điểm mình nên lý do tại sao mình không có uống cái nước ngọt này. Nước ngọt này nó rất là nguy hiểm. Đó, đó bốn cái điểm đó tại sao mình không nói, mình giải thích trong lúc này luôn. Rồi, thí dụ như là mình có nước kiềm để ở nhà rồi chứ nữa không? Mà lỡ mình ra nhà bạn của mình ra ngoài qua giờ với mấy bạn mình mời uống nước này hay là mời uống nước này hay mời uống nước này, mình cứ uống đi, không sao. Mình uống đi. Uống rồi mình về nhà. Mình lấy nước này mình uống một chút xíu thì mình xem nó sao ha. Uống chút xíu ha. Đây nè. Uống nè. À, mình uống lại thì cơ thể mình trở lại kiềm hóa. À, mình uống về nhà mình uống chút xíu thì cơ thể mình trở lại kiềm hóa. Ok ha. Rồi, bây giờ cái nước này. Nước này mình thèm quá mình uống. Xem về nhà mình uống cái này thử coi nó có được hay không ha. Không được gì hết trơn hết. Cái này nó rất là axit, nó rất là mạnh. Cần phải tới 32 cái ly nước Kangen này thì mới trung hòa được cái nước một cái ly nước nhỏ có ga này ha. Đó, rồi lỡ như mình đang uống nước này mà mình thèm cái nước ngọt quá. Đó, mình thèm cái nước ngọt này quá. Bây giờ mình thử thử mình đang uống cái nước này mình uống nước ngọt vô thử xem nó sao nha ha. Để coi thử nó có kết quả như thế nào. Đổ một chút xíu thôi nha. 1 2 3 4 5 6. Đó thấy chưa? Đó. Thì mình thèm quá mình uống chút xíu là tất cả những gì mình đang uống, mình đang dùng cái nước này là coi như là bỏ hết. Nó phá sạch trơn hết. Bây giờ cái ai có mấy nước lọc này mà uống nước ngọt thì cũng như không. Thôi thà đừng mua cái máy này ha. Đó. Đó là cái những cái đặc điểm đó. Bây giờ mình sẽ qua cái đặc tính thứ ba. Đặc tính thứ ba như thế nào để mình dọn cái ha. Rồi bạn có bao giờ biết có bao giờ nghe mà nước lạnh mà có thể pha trà được chưa? À, khó lắm ha. Thì cái đặc tính thứ ba này đó là nó đã chứng minh là cái nước này nó nhỏ hơn cái phân tử nước bình thường 5 lần, có thể pha trà mà không cần nấu sôi ha. Thì cái đặc tính đó là nó dùng để làm gì? Nó cứu nhân độ thế, nó có thể đưa cái dưỡng chất vô trong cơ thể của mình và nó thể lấy những cái chất không tốt trong cơ thể mình lọc từ 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 ra, ví dụ như có thể đánh tan mỡ trong cơ thể của mình. Chút xíu mình sẽ chứng minh cái điều đó và có thể rửa được rau củ quả cũng như là do gạo. Mình do gạo như thế nào mình xíu mình làm ha. Thôi bây giờ mình sẽ đổ cái nước mình sẽ pha trà đi ha. Pha trà thì mình sẽ lấy 2 ly trà này đây và pha trà mình sẽ bỏ 2 lượng trà cũng giống nhau. Trà này là trà xanh nguyên chất, không phải là trà đấy, trà xanh nguyên chất ha. Rồi mình bỏ 2 lượng trà khác nhau, bên này cái sẽ nhiều hơn và bên này sẽ ít hơn. Bây giờ mình sẽ đổ nước này vô đây ha, để coi thử trà nó có ra không. Bằng nước này tất cả đều nước nước lạnh hết. Thế xem cái trà nó có ra không, và nước này cũng là nước lạnh luôn. Ok, thì mình đổ vô. Các bạn thấy không, mình để im đó, mình không sẽ không đụng ha, mình sẽ không đụng cái gì gì về nó. Rồi bây giờ mình để qua bên này chút xíu, các bạn thấy nó sẽ khác. Rồi các bạn hay nấu cơm phải dùng nước để mà vo gạo đúng không? Đây thì bây giờ mình lấy nước mình vo gạo và mình lấy nước Kangen này mình vo gạo thì coi sự khác biệt như thế nào ha. À, cũng cái này bên này và cái này bên nước thành phố. Giờ mình lấy gạo ha. Gạo thì mình bỏ giống nhau, cùng độ giống nhau bên này chút xíu nữa ha. Bên này cùng nhau luôn. Đó, cùng nhau một lượng tương đương với nhau bên này ha. Đó thì mình sẽ bỏ nước tháp vô y chang bên vậy, và nước nước máy nước lọc ha. Ok, mình sẽ quậy lên và mình để đó trong vòng mấy phút để xem nó như thế nào, có sự khác biệt nào giữa nước lọc Kangen và nước máy bình thường khi mình đã rửa ra cái nước đó. Ok, sẽ để im đó. Rồi có bao giờ khi mà mình chứng minh cái phân tử nó nhỏ đó, mà có bao giờ các bạn thấy mà mình khi mình cái nước mà nó đổ vô nó sẽ đánh nhỏ cái phân tử dầu không?
Ví dụ như là mình bỏ nước, uống nước vô, mình bình thường mình uống nước á, mình ăn ăn đồ dầu mỡ xong mình uống nước vô đó, thì dầu và mỡ nó sẽ như thế nào? Và mình ăn cái đồ dầu mỡ, mình uống nước này vô thì nó sẽ dầu mỡ nó sẽ như thế nào nha. Rồi bây giờ mình đổ 2 lượng dầu mỡ giống như nhau. Cái dầu này là dầu Sisen, dầu Sisen mà các bà nội trợ đã mua qua thì ta biết nó 100% dầu nguyên chất, không có pha lẫn một chút nào hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái nước 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 thác này vô để coi thử. Sau khi mình ăn McDonald's, ăn gì rồi mình uống vô thì mình xem thử cái dầu mỡ đi đi đâu. Dầu vẫn là dầu mà mỡ vẫn là mỡ, nó nằm y chang nằm đó, không có đi đâu hết. Đó là lý do tại sao mà người ta ăn nhiều dầu mỡ, nó vô trong cái đường nó tiêu không được, thì nó vô trong cái mạch máu, nó nghẽn cái mạch máu, người ta bị stroke, bị high cholesterol, bị những cái này bệnh kia rất là nhiều. Là cái này là lý do tại sao đó ha. Nó không có tan được, mỡ nó không có tan được, nó nằm trong đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng nước này, nước Kangen này. Mình sẽ sau khi mình ăn dầu mỡ ra, mình uống cái này vô thử xem sao ha. Nhìn kỹ nha. Ôi đó, thì các bạn thấy không, sau khi mà uống nước uống Kangen vô, tại sao nó ra giống như vậy? Thì vì cái nước Kangen nó nhỏ hơn cái nước máy bình thường 5 lần, thì nó có thể phá hủy tất cả các phân tử của dầu, nó biến thành những phân tử nhỏ và nó trở thành dầu, không có còn nó thành hại nữa, mà thành thành thức ăn, trở thành protein, thức ăn cho cơ thể của mình, thêm năng lượng cho cơ thể của mình đó. Thấy thấy không, nó đánh ra giống như vậy. Thì những người mà bị high cholesterol, từ từ uống nước này, từ từ sẽ không còn, những cái máu sẽ bị lưu thông, thì máu sẽ lưu thông như nào thì sẽ tốt cho cơ thể thôi đó. Thì cái này sau khi mình đổ ra ha, mình đổ cái này ra thì các bạn cũng coi nha. Rồi mình đổ ra thì dầu nó còn quyện trong này rất là nhiều, trong cái ly này ha, đó còn nhiều nè. Và mình đổ cái thằng này ra bên cái sim này ha, để nó coi còn không, dầu còn gì nữa không, dầu đã đi hết rồi ha, sạch trơn. Ok, thì cái đó cho các bạn biết là cách mà cái nước này nó giúp nước nước lọc nó sẽ giúp cho những người bệnh, giúp hỗ trợ cơ thể rất là nhiều phân tử nhỏ. Rồi bây giờ mình qua bên gạo, cũng giống như là các rau củ quả vậy đó, thì người ta rửa gạo như thế nào xem đây ha. Thì đó, mình sẽ lấy hai cái ly không, mình sẽ lấy ra ở bên này và bên này cho các bạn xem có khác biệt gì không ha. Cái này là nước thường và cái này là nước nước Kangen, nước máy nước lọc đó. Các bạn có thấy cái màu gì khác nhau không, hay sự hai sự khác nhau không? À, nhìn có kỹ không? Bây giờ mình đem gần lại các bạn ha, để các bạn thấy thử cái sự khác biệt giữa cái nước. Đây mình rửa bằng cái nước gì đây? Mình rửa bằng nước lọc, nước máy ha, rửa bằng nước máy đây. Thì nó vẫn đục, vẫn vẫn trong. Cái phần này nó chỉ ra là ra cái nước gì? Cái bột gạo thôi ha. Rồi cái này nó sẽ ra là thấy không? Đậm đặc hơn. Nó sẽ ra hết những cái hóa chất ở phía trong trong cái gạo. Từ vì khi mà nó xuất gạo từ nước ngoài về đây á, bắt buộc người ta phải bỏ thuốc trừ trừ rầy trừ sâu để không có bị mọt mối ở trong gạo mới được xuất ra nước Úc. Nên khi mình rửa nước này, nước nước tháp này, nó chỉ ra bột gạo thôi, và rửa nước này nó sẽ ra hết những cái hóa chất trong gạo, mà gạo mình nó nấu rất là thơm và ngon và giữ được lâu hơn. Đó. Rồi bây giờ mình bỏ qua một bên. Ở này qua một bên ha. Mà các bạn có thấy nước trà không? Bạn thấy nước trà không? Nước trà, hai cái thùng nước trà. Đó, hai cái nước trà này nè. Thấy hai nước trà không? Đó. Bên kia là mình để im, và đây là nước Kangen, và bên này nước 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 tháp. Thì cái nước nước Kangen này đó, hai cái đều lạnh hết nha, đều lạnh giống nhau. Thì nước này nó có thể đánh nhỏ phân tử để làm cho gà ra. Và cái này mà khi á, mà pha cái nước này với Kangen, nước máy Kangen chỉ pha 1 2 lần là trà hết sạch, mà pha cái này nhiều nhiều lần trà vẫn còn đó, thì cái độ phân tử nhỏ nó rất là
nó rất là tốt cho cơ thể. Ví dụ như là mình uống thuốc đi như nữa, uống thuốc. Bình thường mình uống thuốc thì mình phải uống 3 liều. 3 liều thì mới hết bệnh. Thì cái này nó nhỏ, phần tử nhỏ nó đánh hết cái thuốc ra, nó có thể absorb hết trong cơ thể của mình. Thì mình chỉ dừng 2 liều thôi, giống vậy đó thì mình khỏe hơn, mình hồi phục. Cũng như là những phần tử nhỏ này có còn giúp cho mình là đánh hết những cái chất dư thừa trong cơ thể mình, giống như là mỡ nhiều trong máu thì nó đánh ra, thì nó giúp cho mình khỏe hơn thôi, lưu thông máu, lưu thông thì khỏe thôi, đơn giản như vậy thôi. Đó. Thì sau khi nghe xong cái video này thì các bạn đã rút ra điều gì? Rút ra điều là, điều thứ nhất là không nên uống cái nước có ga nữa. Nước có ga, nhắc lại lần nữa là nó có cái gì? Nó có nước hóa chất, nước cái đường đường nhân tạo, đường hóa học, không phải là đường đường thiên nhiên. Thứ hai là cái gì? Cái độ độ lão hóa rất là cao, độ oxy hóa rất là cao, nó cao nhất trong tất cả các loại nước đó. Thứ ba là cái gì? Thứ ba là nó có rất là nhiều axit trong này. Mình coi như mình tự mình bỏ vô cho cùng, mình bụng mình đã có axit nhiều rồi, bỏ thêm nữa thì nó lại rất là nhiều axit, nó phá hủy cái đường ruột của mình. Và thứ tư là cái gì? Nếu mình bỏ trong cái chai nhựa thì chai nhựa nhựa sẽ ra ha. Đó rồi mình rút ra cái điều gì nữa? Rút ra những điều này là nước này không có tốt bằng nước lọc trong nước nước máy. Nhưng mà nước máy này đó thì nó sẽ có chlorine ha. Nước máy này trong đó sẽ có chlorine và có hóa chất. Thì nước này nó không có không có chlorine. À. Rồi mình thêm một cái nữa, mình sẽ làm thêm một cái nữa cho các bạn thấy ha. Rồi bây giờ mình chứng minh một cái điều nữa. Mình thấy cái củ hành này không? Củ hành tây này nó đại diện cho tất cả rau củ quả. Khi mình rửa rau củ quả thì nó sẽ có như thế nào ha. Thì mình xem thế nha. Thì mình sẽ cắt cái này, cái củ hành này ha, thì mỏng nhỏ ra ha. Đó, mình dùng cái này mình cắt ra. Đó, mình cắt một phần thôi, cũng không cần nhiều. Thì hành củ quả ha. Đó. Đó, chờ một xí. Ok, đây là cái củ hành nhé. Củ hành sau khi mình cắt ra rồi. Ok, mình cắt ra rồi. Và cái này là nước, cái giò dưới của cái nước này là cái giò dưới của cái máy này, nó có rất là nhiều chlorine và cái hóa chất khác. Thì ok, bây giờ mình sẽ thử cái nước đó như thế nào ha. Mình sẽ thử cái nước đó và coi thử trong đó có chlorine không. Thì cái chai này gọi là cái chai chlorine test, gọi là chai chlorine test đó. Các bạn thấy cái chlorine test không? Rồi, nếu gọi là chai chlorine test, mình đã test chlorine ha. Nó test chlorine thì cái chai nước này nó màu vàng á, thì có nghĩa trong này nó có chlorine. Rồi khi mình để nhỏ lên khoảng 3 giọt ha. 1 2 3. Đó, thì các bạn sẽ thấy như thế nào, nó có màu vàng không? Xem thử trong 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 nước nó có gì không, nó có màu vàng không? Đây, thì có nghĩa là trong nước nó có rất là nhiều chlorine ha. Đây nè, các bạn coi ha. Đó, thì trong nước có rất là nhiều chlorine màu này. Rồi, khi mà mình có nước có chlorine mà mình rửa, hay là mình rửa rau, hay là mình tắm, hay là cái gì đó, thì cái rau củ quả mình đại diện cho cái này. Bây giờ mình sẽ lấy rau này mình bỏ vô mình rửa ha. Ví dụ như nước bình thường mình rửa bằng nước bằng nước máy nè, trong nước máy nó có chlorine thì mình bỏ vô mình rửa, mình xem kỹ chlorine nó nằm nó đi đâu. Mình rửa càng lâu thì có thể chlorine nó đi đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cây này mình quậy lên ha. Đó, mình coi xem chlorine nó đi đâu nha. Mình rửa, ôi chà, ủa cái màu vàng nó mất tiêu hết rồi. Ủa màu vàng nó mất tiêu hết rồi. Thì vô tình mình rửa càng lâu thì cái nước chlorine nó lại thấm vô trong rau củ quả của mình. Mình thậm chí mình đi tắm, mình tắm càng lâu thì cái chlorine nó vô da, vô tay, vô tóc mình rụng tóc mình hư da hư tay là nó là chlorine đó ha. Vô nè, bây giờ mình đổ nước này ra một cái ly khác mình thử thì còn chất chlorine nữa không ha. Đây ha, đổ ra nha. À, thì sau khi mình rửa rau rồi đó, rửa rau bằng cái đó, mình rửa càng lâu thì nó như thế nào, và cái đây là mình thử lại ha. Thì còn chỉ còn cái nước chlorine chấm không nè, nè 1 2 3, không có gì hết trơn,
không còn cái màu gì nữa trơn, chứng tỏ là khi mình rửa cái gì càng lâu thì cái chlorine nó càng thấm dụng đó. Ví dụ như cũng giống như là mình đi tắm cũng vậy, mình tắm càng lâu thì cái chlorine nó thấm vô tay chân thịt, mình cứ khô da bị ngứa lại bị vậy đó, bị asthma là vậy đó. Lý do tại sao thì là cái máy nó giống vậy, thì cái máy mình có tác dụng nó lấy hết chlorine ra và nó dưỡng chất đó. Thì ok, thì sau cái này đó mình lại rút thêm kinh nghiệm, không có rửa rau lâu, mà nếu mà rửa mà nhà không có nước 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 lọc thì mình rửa ra bằng cái này mà không rửa ra lâu thì cũng không sạch rồi. Thì mình càng rửa lâu thì cái nước chlorine nó vô đó mình ăn vô trong cơ thể của mình rồi. Thôi thì tốt hết. Cái này chỉ tính ra chỉ cái máy nước lọc này tính ra chỉ có là 65 sen một ngày cho một gia đình mà xài. Mắc quá hả bạn? Các bạn ha. 65 sen thôi, và do sức khỏe của gia đình các bạn chỉ 65 sen thôi. Và chúng tôi sẽ cũng bọn mình có thể cách bên công ty mình có thể chỉ cách các bạn lấy tiền máy rải một cách miễn phí, và nhiều khi kiếm được thêm hai ba cái máy miễn phí nữa thì sao, rất là đơn giản. Nên mà các bạn nào muốn biết về muốn biết cách nào mà để là lấy cái máy miễn phí, cách nào mà lấy có thể lấy thêm được vài cái máy nữa, thì cứ liên lạc trực tiếp cho mình hoặc là cho các bạn share cái video này ha, là các bạn đội trong đội nhóm mình share cái video này, cái liên lạc trực tiếp những người bạn đó sẽ giúp cho bạn hiểu như thế nào cách lấy cái máy một cách miễn phí. Máy nước lọc thì ngoài cái bộ lọc bình thường ra đó, các bạn có thấy không, cái bộ lọc này nổi cái lọc này rồi đó, nó đã tốt rồi, thì nó qua đây nó tạo ba đặc tính nữa. Và cái máy này đơn giản ha, máy này nó từ sản xuất từ Nhật, hơn 30 năm sau mới đưa ra thị trường đó, bên ra thị trường ra Mỹ Canada. Khi mà qua Mỹ Canada rồi đó thì cái GoSeal này các bạn thấy không, được cái Water Association WQA đó, Association đó, thì WQA này nó chứng nhận là cái máy tốt nhất trên thế giới trong 8-9 năm liên tục, là một trong cái máy tốt nhất. Chứ ở Nhật nó cũng có máy là LG và Panasonic cũng tạo ra chất kìm này, nhưng mà không được chứng nhận của cái WQA, của tổ chức nước của thế giới ha. Rồi ngoài ra nó còn có nhiều cái chức năng khác trong này nữa, như là tạo toner, rất là nhiều chức năng. Các bạn muốn thêm biết thêm cách nào mà để có cái máy cho sức khỏe cho gia đình mà để lấy cái máy miễn phí thì hãy liên lạc với mình hoặc là tất cả các bạn chia sẻ cái video này. Cảm ơn các bạn nhiều nha.